dước rồng thần. Lợi hại đây, rất lợi hại. Nhưng hãy nhìn ta xem, tất cả đều vô hại đối với ta. Hãy đỡ đòn của ta. Rồng xanh thần trưởng. Hắn vẫn không hề hấn gì, không thể nào. Bây giờ phải làm sao đây mọi người? Chẳng lẽ chờ hắn với chúng ta như vậy sao? Không ngờ hôm nay con mồi tự chui đầu vào chỗ chết. Ta cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn trong cơ thể. Sao lại có một người đền bị bỏ hoang ở đây? Hay là chúng ta dừng chân ở đây nghỉ đi mọi người, chứ em mệt lắm rồi, đi không có nổi nữa. Thanh niên bây giờ sao mà yếu vậy không biết nữa. Đi bộ có 3-4 tiếng đồng hồ à, mà đã thấy mệt rồi. Ta bay bằng cân lũ dân từ sớm tới giờ, có thấy mệt gì đâu. Trời đất ơi, sư phụ bay mà sao sư phụ biết mệt được? Ai kêu ta dạy cân lũ dân cho tụi con không luyện tập được làm chi, rồi giờ quay lại trách ta. Thôi, dừng chân ở lại đây nghỉ một chút xíu cũng được. Vậy chúng ta hãy tranh thủ nghỉ ngơi để lấy sức, rồi tiếp tục khởi hành đến lãnh địa của băng rồng tím cho kịp. Ngôi đền này trông có vẻ cũ kỹ quá, chắc là nó đã bị bỏ hoang từ lâu rồi. Đúng rồi đó, cây đã mọc rất nhiều, rêu xanh cũng mọc đầy trên các tảng đá. Em thấy có nhiều vết tích, giống như ở đây đã từng xảy ra một cuộc chiến lớn. Đúng rồi, ta cũng nghĩ vậy. Có rất nhiều ngôi nhà bị đổ nát quanh đây. Chắc hẳn là đã có sự kiện gì đó khiến mọi người phải rời đi, không ở đây nữa. Sư phụ sống cũng lâu rồi, tuổi cũng đã gần đất xa trời. Chắc sư phụ biết ở đây từng xảy ra chuyện gì ha sư phụ. Hỏi ta thôi là được rồi, có cần phải nói ta tuổi gần đất xa trời như vậy không? Nhưng mà đúng thật như vậy, ở đây từng xảy ra một cuộc chiến lớn. Cuộc chiến gì vậy sư phụ? Đó là một cuộc chiến phép thuật để tranh giành quả cầu tiên tri giữa băng rồng tím và băng rồng xanh dương. Băng rồng xanh dương? Không phải chỉ có băng rồng xanh của con thôi sao sư phụ? Đúng vậy, ngoài băng rồng tím thì băng rồng xanh dương cũng rất mạnh vì phép thuật. Rồi kết quả cuộc chiến như thế nào vậy sư phụ? Vốn dĩ đó là một trận chiến phép thuật cân tài cân sức giữa hai bên. Nhưng sau đó băng rồng tím đã sử dụng nhiều ma thuật kỳ lạ nên đã chiến thắng được băng rồng xanh dương. Vậy bây giờ băng rồng xanh dương đã bị tiêu diệt hay sao rồi cha? Sau khi thua trận, băng rồng xanh dương đã dùng phép thuật để biến mất và ở ẩn một nơi bí mật để tiếp tục tu luyện, chờ ngày báo thù băng rồng tím. Thì ra là vậy, không ngờ nơi đây từng xảy ra một cuộc chiến kinh khủng đến vậy. Đó đúng là một cuộc chiến rất kinh khủng. Nhưng cuộc chiến của chúng ta ngày hôm nay sẽ kinh khủng hơn thế. Vì một mình ta sẽ giết hết tất cả các đồ đệ của Tam Sắc Long Sư Phụ bọn ngươi dưới lưỡi đao này. Tại sao băng rồng đen lại xuất hiện ở đây? Tên HKK đáng ghét. Chẳng phải ngươi đã bỏ trốn sau trận chiến với bọn ta ở Vương quốc chó sao? Sao bây giờ lại dám tìm đến đây? Ta không hề bỏ trốn, chỉ là ta đang chờ thời cơ để giết các ngươi thôi. Hôm ấy chưa phải là lúc, bây giờ mới chính là lúc. Đó là thanh đao của tên Đại Đô Đốc. Vậy là lời của đại ca Băng Bồ Diên báo mộng cho ta là đúng. Nghĩa là thanh đao đó bây giờ đã trở thành thanh đao mạnh nhất thiên hạ. Đúng vậy, ta đã phải nhẫn nhục để chờ ngày này lâu lắm rồi. Hôm nay các ngươi sẽ phải chết dưới thanh đao này. Con gái, dùng cung rồng thần để khống chế hắn. Dạ. Hắn có thể chém đứt cung thần rồng trắng bằng thanh đao ấy? Không thể nào. Có gì đâu mà không thể. Ta tưởng các ngươi có chiêu thức gì hay ho hơn, không ngờ vẫn là những chiêu thức cơ bản. Được, vậy hãy nếm thử móng vuốt rồng thần của ta, xem ngươi có còn phát lắc được nữa hay không. Móng vuốt rồng thần. Lợi hại đây, rất lợi hại. Nhưng hãy nhìn ta xem, tất cả đều vô hại đối với ta. Còn tên đại ca băng rồng xanh, ngươi có tiết mục gì hay ho không? Hãy biểu diễn cho ta xem một thể. Biết đâu một lát sau, khi ngươi xuống địa ngục rồi, ngươi sẽ không còn cơ hội đi biểu diễn cho ai xem nữa đâu. Đáng ghét, hãy đỡ đòn của ta. Rồng xanh thần trưởng. Hắn vẫn không hề hấn gì, không thể nào. Bây giờ phải làm sao đây mọi người? Chẳng lẽ chờ hắn với chúng ta như vậy sao? Đúng vậy, nãy giờ ta chưa hề ra đồn với bọn ngươi. Ta chỉ đứng yên một chỗ và đợi đồn. Bây giờ đến được ta tiện các ngươi xuống địa ngục. Tiểu Thiên, A Lôi, mau dùng áo giáp rồng đỏ để bọn về cho mọi người. Dạ, sư phụ. Dạ.
chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy? Tại sao cơ thể của ta cảm thấy như không còn đủ sức lực để có thể cầm nổi thanh đao này? Không sống rồi, mau rút thôi Tiểu Duyên. Dạ đại ca. Tức ghê á, ta chưa kịp ra tay gì hết á mà bọn chúng đã chạy rồi. Phải không sư phụ? Chứ nãy giờ con thấy sư phụ toàn ra lệnh cho mọi người đánh không à, chứ sư phụ không có ra tay. À thì ngươi lại tìm đến đây có chuyện gì? Ta phù thủy, tại sao ta cảm thấy cơ thể của ta dường như không còn sức lực nào để có thể cầm nổi thanh đao này? Ngươi mới dùng thanh đao đó để chiến đấu, có đúng không? Đúng vậy, ta vừa mới chiến đấu với bọn băng rồng xanh. Ta chỉ vừa mới đỡ ba chiêu thức của bọn hắn là cơ thể của ta đột nhiên không còn tí sức lực nào. Ta đã hiểu ra vấn đề rồi. Chuyện này ta đã có dặn ngươi từ trước, nhưng ngươi không quan tâm đến điều đó. Ngươi chỉ biết là có được thanh đao này, ngươi sẽ trở nên mạnh nhất thiên hạ, có đúng không? Đúng vậy. Ngươi đã lầm rồi. Tuy thanh đao có mạnh nhất thiên hạ, nhưng sức mạnh của bản thân ngươi còn quá yếu để có thể điều khiển được thanh đao ấy. Bởi vì để điều khiển được nó phải cần rất nhiều sức mạnh. Ngươi hãy về luyện tập nhiều hơn nữa đi thì mới có thể điều khiển được thanh đao này. Khi đã đạt được đến cảnh giới người và đao hợp nhất thành một thì ngươi mới có thể trở thành đao thủ mạnh nhất thiên hạ. Còn phải luyện ư? Liệu phải mất bao nhiêu thời gian để có thể đạt được cảnh giới người và đao hợp nhất thành một? Chuyện này thì còn tùy thuộc vào khả năng của nhà ngươi. Có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc có thể là lâu hơn nữa. Không thể nào, ta cần giết bọn băng rồng xanh càng sớm càng tốt. Ta không thể nào đợi lâu đến như vậy được. Nếu không, bọn chúng sẽ thu thập đủ 5 miếng ngọc bội và giải cứu được Dương Quật Rồng. Cái gì? Ngươi vừa mới nhắc đến băng rồng xanh ư? Bọn chúng muốn thu thập đủ 5 miếng ngọc bội để giải cứu Dương Quốc Rồng sao? Vậy thì đúng như lời của bà đã tiên tri rồi bà phù thủy. Nhóm người muốn cướp miếng ngọc bội của băng rồng tím chúng ta chính là băng rồng xanh mà hắn vừa mới nói đến. Đúng đó, chính là bọn băng rồng xanh. Hai vị có cách nào để giúp ta nhanh chóng đạt được sức mạnh để có thể điều khiển được thanh đao này không? Đổi lại, ta sẽ giúp hai vị bất cứ điều gì mà hai vị muốn. Cách thì có, nếu không muốn luyện để có sức mạnh tự nhiên thì chúng ta có thể lấy sức mạnh từ những linh hồn quỷ dữ trao cho ngươi. Những linh hồn quỷ dữ đó sẽ giúp cho ngươi mạnh hơn. Nhưng sức mạnh của những linh hồn quỷ dữ này rất lớn. Ngươi phải biết khống chế những linh hồn quỷ dữ trong người mình. Nếu không, ta e rằng nó có thể điều khiển được luôn cách suy nghĩ và hành động của nhà ngươi. Ngươi hãy suy nghĩ cho thật kỹ. Được, ta chấp nhận. Xin bà hãy trao cho ta sức mạnh của những linh hồn quỷ dữ. Ta sẽ giúp cho ngươi mạnh hơn. Nhưng ngươi sẽ giúp được gì cho ta? Bất cứ điều gì bà muốn, miễn là trong khả năng của ta, ta sẽ dốc hết sức mình làm cho bà. Được, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh của linh hồn quỷ dữ. Ta cảm thấy một luồng sức mạnh rất lớn trong cơ thể. Rất mạnh, rất mạnh. Đa tạ phù thủy và đại tỷ băng rồng tím. Bây giờ các vị hãy giao cho ta nhiệm vụ, ta sẽ dốc hết sức mình để thực hiện. Được, bây giờ ngươi hãy đến làng nấm. Ta không cần biết ngươi dùng cách nào, nhưng trong ngày hôm nay ngươi hãy mang 100 linh hồn của dân làng ở đó về cho chúng ta luyện ma thuật. Tuân lệnh. Đêm nay chúng ta sẽ nghỉ ở đây hả cha? Đúng vậy, trời cũng đã sắp tối rồi, các con tranh thủ nghỉ ngơi, mai chúng ta khởi hành tiếp. Nơi này kỳ lạ quá, những cây nấm còn to hơn cả chúng ta. Hình như đây chính là làng nấm, ta từng nghe Tam Sắc Long sư phụ kể lại chứ cũng chưa từng đến đây. Wow, ở đây có nhiều nấm quá, để con hái cho sư phụ một cây nấm để cho sư phụ ăn, cho sư phụ bồi bổ. Con hiếu với sư phụ quá ha, nghĩ sao đi hái một cây nấm đẹp đẹp cho sư phụ ăn, phải hái một rổ nấm đẹp cho sư phụ ăn mới đủ bồi bổ cho sư phụ chứ. Tào lâu, hái cho ta ăn để chôn ta luôn hả chi? Nấm đẹp là nấm có độc, mà tụi con đồ hái cho ta ăn cái rổ, phải cái đạn tụi con thì chứ. Vậy hái sư phụ. Nhưng gọi là làng nấm, tại sao nơi này lại không thấy ai hết vậy ta? Cứ như một ngôi làng bị bỏ quên vậy.
Khoan đã, hình như đằng xa có một đứa bé đang chạy hướng từ trong làng ra đây. Không biết chuyện gì đã xảy ra ở đó mà trông con bé có vẻ rất hoảng sợ. Ơi bé gì ơi, có chuyện gì mà trông bé hốt hoảng quá vậy? Bọn chú là người tốt, không có làm hại bé đâu. Mọi người ơi, cứu làng của con với, cứu cha mẹ của con với. Con Thứ bình tĩnh nói, mọi người ở đây sẽ giúp con. Có rất nhiều tên hung tợn, mình người đầu rồng màu đen cầm theo đao để đến sát hại dân làng của con. Có lẽ nào là tên HKK, nhưng tại sao hắn phải làm vậy? Con có thể kể chi tiết cho ta nghe có được không? Bọn chúng đến nói với dân làng rằng bọn chúng sẽ là người cai trị mới ở làng nắm này. Nếu dân làng muốn được bảo vệ và sống yên ổn, hãy dâng một phần linh hồn cho bọn chúng. Ai không hiến linh hồn, bọn chúng sẽ giết. Dân làng ai cũng chống đối lệnh của hắn ta. Kết quả là hắn ta đã tàn sát rất nhiều người dân vô tội. Thật đáng ghét, chúng ta phải nhanh chóng đến đó để cứu dân làng mới được. Được, cháu hãy mau dẫn đường, chúng ta sẽ đến cứu làng của cháu. Đứng lại, ai cho phép các ngươi đi? Bọn ngươi có phải là... Bọn chúng chính là băng rồng tím. Đúng vậy, bọn ta chính là băng rồng tím. Băng rồng tím. Không ngờ hôm nay con mồi tự chui đầu vào chỗ chết. Con gái dùng cung rồng thần để khống chế hắn.